Bạn muốn khi bạn gõ ngày vào đây thì sẽ tự động hiển thị chữ như thế này. Thì xem hết video này nhé. Thay vì phải gõ cả câu dài thì bạn định dạng dữ liệu như sau nhé. Đầu tiên bạn chọn ô ngày tháng mà bạn cần định dạng. Sau đó bấm đồng thời tổ hợp phím Ctrl 1. Học thoại xuất hiện. Tại đây bạn chọn Custom. Tại thai bạn gõ như sau. Mở ngoặc kép. Hôm nay phải ngày. Đóng ngoặc kép. Hôm nay ngày là ký tự chuỗi nên bạn cần cho trong ngoặc kép. Sau đó cách. Bạn gõ DD tượng trưng cho ngày dưới dạng số. Cách mở ngoặc kép tháng đóng ngoặc kép. Cách bạn gõ MM tượng trưng cho tháng dưới dạng số. Cách mở ngoặc kép năm đóng ngoặc kép. Cách bốn chữ Y là tượng trưng cho năm. Bạn sẽ thấy kết quả sẽ hiển thị ở đây nhé. Và bạn bấm OK. Vậy là xong rồi đó. Khi bạn gõ ngày vào đây thì sẽ tự động chuyển sang chữ như thế này nhé. Bạn làm như thế này thì không còn phải gõ cả câu dài nha.